Je te propose 100 000 euros. 100 000 euros par mois. Xin chào các bạn đã đến với kênh Nhựa Vàng TV. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ phim Hào Mục Do Nhiều Lớp Me, là một bộ phim Pháp năm 2005 do đạo diễn Bertrand Blay thực hiện. Bộ phim kể về câu chuyện của Charlie, một người đàn ông tâm thần bị cách ly trong căn hộ của mình. Anh gặp Daniela, một phụ nữ gợi cảm và mê hoặc, được thể hiện bởi Monica Bellucci. Nào hãy cùng theo dõi phim đừng bỏ lỡ đoạn nào nhé! Nếu chi 2 tỷ tư để ở chung với người phụ nữ này một tháng thì bạn có dám chơi không? Chắc bà không tin được đó là đề xuất của Frank Knight, anh chàng trung niên thật thà chất phốc này đây. Càng không tin được nữa, Daniela chỉ là một cô gái bán sim lành nghề. Phản đòi 30 năm trước khi chúng động đất, anh như người cô hình trong mắt đồng như vậy. Anh là một người luôn theo khuôn phép, có cuộc sống cô đơn ở Paris và công việc văn phòng một tay. Đột nhiên một ngày, Frank Knight bỗng trở nên giàu có vì trúng số. Dù nộp xong thấy các thứ thì số tiền còn lại vẫn lên đến 4.500.000 euro. Chung, sự giàu có đến bất ngờ, đủ một người chuyên trả đá vì hay. Giờ đây anh đã lên 3 mũi khi đêm số. Nơi đây không chỉ có rượu ngon nhạc sập sình, mà còn có các cô em xinh tươi phơi phới. Em nào em lấy chân dài tới nách, lông nách thì chẳng phóng một cọng. Nói chung là nhẫn nhồi thơm tho. Dù không được thơm tự nhiên như muối mít và là nhiều chất hóa học, nhưng vẫn vô cùng hấp dẫn khó cưỡng. Frank Knight vừa mua súng thì cô nàng máy gọi Daniela liền bước tới chào hàng. Cô báo giá một đêm 150 euro ba phục vụ từ A tới Z. Thấy cô em một nước trước mắt, Frank Knight đã nói ra chuyện mình vừa trúng số độc đắc. Daniela nghe là đã thấy khoái liền. Cô đề xuất anh yên đi bắn pháo hoa ăn mừng, rồi lượt trời cho, bao bao trời vò của lại. Đừng đắn đo suy nghĩ thêm nữa chỉ tổ bố thời gian. Frank Knight bị kích tướng thì chơi lớn luôn. Anh đề xuất sẽ bao mua cô gái trong vòng 1 tháng với 100.000 euro. So với thu nhập mỗi tối của Daniela, thì số thu nhập này quả thật rất hấp dẫn. Cô thế nữa, Frank Knight yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần cô sống với anh như một người vợ là được rồi. Mặc dù Daniela từng trẻ đã nhìn thấy đủ loại chim cò, nhưng đối diện với người đàn ông độc thân chịu chơi như Frank Knight, cô vẫn tỏ ra rất thận trọng, gương mặt kiên quyết lắm, đồng ý như anh phải tôn trọng tôi. Thỏa thuận làm vợ thì phải đối xử với tôi như người vợ, chứ không phải con đếm đất tiền. Và đương nhiên về chuyện chân ga gối đệm, anh muốn thế nào tôi chiều thế đó. Tự hào với tấm bằng của Đại học Văn hóa Đồ Sơn, Daniela biết tất cả 69 tư thế, đàn ca giáo ghi cái gì cũng thành thạo, đặc biệt tổng kết mô thổi tên, lúc nào cũng là con số 10 tuyệt đối. Nên vậy, Frank Knight gật đầu đồng ý. Sau đó hai người về nhà của Daniela để thu dọn đồ đạc. Cô lấy hạnh phúc đến quá bất ngờ, hai chân Frank Knight mềm nhũn ra, lảo đảo vài bước vào ngã xuống cầu thang. Chứ gì đã mở gối chùm chân thế này thì còn không cháo lầm sao. Daniela vội vàng gọi bác sĩ đến thăm khám cho anh, còn mình thì tranh thủ thu dọn đồ đạc. Thì ra Frank Knight bị mắc bệnh tim bẩm sinh, anh không được để bản thân quá kích động và tuyệt đối không tham gia các môn thể thao cố sức. Sau khi nằm nghỉ, Frank Knight đã đưa Daniela về nhà của mình. Tuy phòng ốc vế như mất mũi, nhưng đối với cô bài bán xiêm nó ấm áp đến lạ thường. Cô cầm lên bông hoa hít hít mười mười, đi lại tự nhiên như mình là nữ chủ nhân của căn nhà. Trở lại, Frank Knight cảm thấy bất sức khó chịu. Bao nhiêu năm lăn lộn trong nghề, hơn thế nữa gối nuôi có tâm, Daniela biết nhiệm vụ chính mình đến đây là gì. Cô muốn xuống chậm chậm cởi áo khoác ngoài, phô tôn tiến hành từng bước, không vượt quy trình để tránh bệnh tim của Frank Knight tái phát. Sau khi thấy chàng trai có thể điều màn nhịp thở, Daniela mới chủ động đi tới tiết mục chính. Có bao nhiêu đồ trên người là cởi ra hết. Đêm nay đối với Frank Knight mà nói, chắc chắn sẽ là một đêm thao thức vì em. Sáng hôm sau vừa tỉnh, anh đã thấy cô vợ hồ chuẩn bị đồ ăn tâm tức. Nhưng vì cơ quan xúc than quá sức nay dậy muộn quá, Frank Knight chẳng kịp ăn uống gì, muội và chuẩn bị quần áo đi làm. Daniela vào vai người vợ hiền rất chu đáo. Ăn sáng không có thời gian thì cũng phải tranh thủ ăn em chứ. Thế là họ lại cùng nhau làm né nữa. Thế nhưng xong rồi, vẫn thích cộng với hùng mục mi châu. Hai chân Frank Knight lại mềm nũng, mám vào tay vị thử không ra hơi và độc quỷ. Sức khỏe là quan trọng, tiền tổng này chẳng mấy ý nghĩa. Frank Knight liền gọi bác sĩ đến nhà riêng thăm khám. Nhìn thấy vợ chủ nhà ăn mặc đồng đội, bác sĩ cũng khó kìm lòng mất mình không chốc, chỉ thiếu nước sỏ rãi vì thèm thuộc. Ông vừa đo huyết áp vừa chết nguyên nhân, chết bất thình lình là thể dục buổi sáng. Đã có hứng thì cũng cố mặc kìm lại, vận động nhẹ nhàng thôi, tùy theo sức của mình mà đầy. Suy cho cùng có một cô gái nóng bỏng như vậy bên cạnh, muốn huyết áp không tăng cũng khó. Bác sĩ cho rằng, sự tồn tại của Daniela đối với Frank Knight mà nói, nó như một quả bom hẹn dầu vậy. Ông đi tới hỏi cô gái là ai và từ đâu đến. Daniela thật thà không giấu giếm, cháu là lái bán diêm.
Lời bác sĩ này kể cũng lạ, mùng thì khuyên chủ nhà tránh xa cô gái ra, bản thân là cứu lân la sát tuần. Bữa thôi không đủ hai tay còn khô khoáng linh tinh. Phan đang khỏi lại đi giờ vô tình nhìn thấy cảnh đấy. Vì để có thể tiếp tục còn lại, Daniela rồi mới đi về phía người chồng mơ. Cô vừa thổ lộ tình cảm, vừa không lốc mái nhất định sẽ đối tốt với anh. Những ngày sau đó, họ cư xử giống như một đôi vợ chồng bình thường. Hẹn hò vui đùa, ôm ấp cùng nhau, cảm giác như đang yêu thật sự. Bác sĩ cũng lấy làm lạ, sức khỏe của Fran nói nhìn một biến chuyển rõ rệt. Anh không còn giống như một người định mệnh tin nữa. Có lẽ nhiều tập thể dục đều đặn mỗi tối mà sức khỏe được cải thiện. Ngay cả việc phải kiêng ăn hầu sống, dù Fran nói trên suốt ngày cũng chẳng có phản ứng xấu nào. Bỗng nửa đêm mấy ngày sau đó, bác sĩ nhận được điện thoại cầu cứu. Người bệnh lần này không phải Fran nói mà là Daniela. Để tiện cho việc khám cho cô cởi từ nội áo. Lạ lùng làm sao, Fran nói không tăng nhịp tim mà bác sĩ lần quay ra bất lịch. Ông đã cung khá nặng, đi vào lòng đức thao đúng chuẩn như đinh. Sau khi dự tăng lễ của bác sĩ, Fran nói mùa thất thần không tránh khỏi đau buồn. Thật đúng là nghịch lý, người bệnh tim vừa khỏe mạnh trở lại, người khỏe mạnh lại chết vì trị tim. Để cho chê ấy bớt đau buồn, Daniela đã phải hao tâm tổn sức không ít. Dần dần các đồng nghiệp phát hiện ra, Fran nói đã thay đổi rõ rệt. Trước đây anh luôn là thanh niên nghiêm túc, không bao giờ cười nói tùy tiện với ai. Vậy mà giờ mùa một mình cũng nhển mịn như thần kinh tự kỷ. Cả công ty vây quanh như đang nắm sinh vật lạ, họ cho rằng chắc chắn thanh niên ấy đã thất kiếp SA. Mọi người đồng loạt đề nghị, được dự kiến nữ thần có thể thay đổi bản tính của Fran nói. Tuy nhiên đúng lúc này, Daniela lại mất tâm mất tích không để lại dấu vết. Nhìn như cửa bề bụi, quần áo giày dép chẳng thấy cái gì là của phụ nữ. Đồng được cho rằng Fran nói đã nói dối về việc có bạn nái. Anh chồng năm chẳng muốn giải thích, mở cửa tiễn khách. Xong xuôi lại lặng lẽ đến quán bar ở khu đền đảo. Đó chính là nơi lần đầu tiên Fran nói gặp Daniela. Quả nhiên cô nàng ở đây, hơn thế nữa còn đang nhiệt tình đón khách. Fran nói thẫn thờ bước vào đặt mông xuống ghế. Mà chủ thấy vậy nên chăm sắp xếp một em xinh tươi ra tâm sự hỏi han. Kết rằng anh chẳng có hứng thú gì, đầu óc lúc này chỉ nhớ tới Daniela. Sau khi biết rằng Fran nói vừa trúng số độc đất, cô em đó càng hí hửng, quyết không bỏ qua vì khách sụp. Fran nói đuổi như đuổi tà mà nàng ta vẫn bám dai như để đói. Hót tay thân thiện rồi về nhà tâm sự. Đột nhiên Daniela chạy theo, cô muốn Fran nói cho mình một cơ hội để giải thích. Thấy đồng nghiệp tranh mất khách sụp, cô nàng tức tối ra mặt to tiếng. Nhưng khách hàng là thượng đế, tí Fran nói đã quyết chỉ chọn Daniela mà thôi. Sau một hồi tâm sự, Daniela bỗng móc tiền vứt ra tung tuế. Đối với cô chúng không phải chân ái. Theo mẹ phần lớn là vì nam mi. Hạn này Fran nói yếu ớt, súng đạn nặng mà sức mười có hạn. Daniela bỏ đi cũng vì muốn tìm thấy niềm vui mới. Fran nói chồng giận, ngược lại còn súng nước cầu xin. Anh giờ đây đã khác, cần bệnh tim bẩm sinh không còn là trưởng đại nữa. Vậy là hai người làm đành cười nói vui vẻ. Fran nói giúp Daniela mang đồ đạc trở về nhà. Nên nó cũng thập đặc bản chữ cái cùng nhau làm hàng xóm nghít khít cả tay. Thấy có người bấm chu chỉ mắng hơn mùn, Daniela liền mặc vũ chiếc áo ra đối khám. Cổ cân đi cái chão, mùng chủ xối xả khiến đối phương không kịp vứt mặt. Đừng nhìn chị đây hiểu điệu mà xe thư, nên lên là khó khăn lắm. Daniela cả kỳ hàng xóm, từng đây từ rồi mà không tìm được ai quyết mãn nhịn à. Qua đây ghen tị với tôi đàn chi. Lên lên tình hùng có khí thế lại cống kêu thì thử hỏi có phải đánh đối đâu không. Đó đi không lại. Vin tỏ thiệt Daniela làm gái bán dếp, cô hàng xóm quay sang bài xì nhục. Cả hai cú chửi qua chửi lại không ai chịu ngúng nhiều. Xa tóc muốn lao đến cấn xe đối phương. Cũng may có Fran nói ở giữa vất vả giải hòa. Cuộc sống chưa vui vẻ được bao lâu, một cuộc tranh giành gái nổ ra khiến Fran nói đau đầu. Một phán xuất hiện xưng tên Charlie, giới thiệu mình là chồng hợp pháp của Daniela. Dù bọn họ đã ly thân, nhưng việc Daniela công khai ở với người khác vẫn làm Charlie khó chịu. Đã nhiều năm rồi, Daniela lao đầu vào mảnh gái bọn, tận tụy với công việc đến mức bỏ bên gia đình. Charlie nếp như mắt nhắm mắt mở cho qua. Đến nay thì quá lắm rồi, cô lại dám tự cho mình là vợ người đàn ông khác. Charlie đầu đã quá nặng vì những chiếc sừng, đương nhiên không thể ngồi yên được nữa. Ông liên tục kể về thời mù lý yêu mọt nào, dùng đủ lời lẽ chọc tức đối phương. Daniela vừa nghe mà tỏ ra bực tức, cô đứng lên định bỏ đi, chẳng biết phải giải quyết mối quan hệ giữa hai người đàn ông này thế nào. Charlie chạy theo giữ Daniela lại. Thì ra ông ta đã đánh hơi thấy mù tiền lên mới tìm tới kiếm chuyện. Giờ này cũng chẳng thiết tha gì vốn nữa. Nhưng nếu muốn có cô ấy, anh phải đổi lại bằng tất cả số tiền trúng số. Fran nói tỏ ra lưỡng lự, số tiền ấy đủ để anh làm hợp đồng với 6 cô người mẫu, thậm chí phán quân luôn. Khôn thế nữa, chia ra mỗi năm 5 năm cũng đủ dùng đến chết.
Daniela lại cảm thấy như bị xúc phạm, cô to tiếng với Fanoi. Sau đó thu dọn đồ đạc, cùng chồng hợp pháp rời khỏi nhà chồng hợp đồng mùn. Hai người lâu ngày không gặp, Âu cũng có nhiều năm tình nghĩa. Định ôn lại kỷ niệm xưa và hàn gắn tổ ấm, nhưng rõ ràng không ai đặt được kỳ vọng của đối phương. Sau khi cãi nhau một trận, Daniela xách hành lý quay trở lại nhà Flanoy. Biết là trần trích ai được nên cô vẫn cảm thấy buồn khi thấy chàng trai ấy đang hồ nghĩ với hàng xóm. Hai người đi tới đi lui, cuối cùng cũng nhận ra chân ái của đời mình. Flanoy tiết lộ một sự thật động trời, anh chẳng trúng số gì cả. Chỉ là biện ra để tiếp cận Daniela mà thôi. Đôi lần tình cờ thấy cô chân đầu thành nghề, Flanoy đã xem bên vẻ đẹp ấy mà mơ ước được sống cùng nàng thơ. Biến suy nghĩ thành hành động, Flanoy đã lên kế hoạch thực hiện. Daniela mê thế thì giận lắm, mà ra trước giờ mình toàn bị yêu. Nhưng tình cảm đó là chân thành, cô cuối cùng cũng đắm chìm trong nụ hôn nồng thắm. Từ hôm đó đồng nghiệp có cuộc hỏi thăm, sao nửa tháng rồi nghỉ làm không lý do. Flanoy viện vài cái cô cho qua chuyện, anh vẫn muốn giấu sự có mặt của Daniela. Ni chợt kiến nữa, Daniela chủ động ra chào hỏi, cô nghĩ rằng không có gì phải che giấu cả. Biết tin cả công ty hiếu kỳ kéo đến. Một buổi tiệc lớn được tổ chức ngay trong đêm, tiếng nhạc sập sình, mọi người hòa mình theo điệu lắc lư. Daniela thoải mái tận hưởng niềm vui mà lâu rồi không có. Một đồng nghiệp nam biết cô là vái họ thì mua người miệt thị. Flanoy giờ đây đã không còn là anh chàng bảo sao nghe vậy nữa. Anh chạy tới tống cổ, đấm vỡ mùm hắn ta bị dám xúc phạm vợ yêu. Mình thấy thế Daniela liền chạy lại, ôm chồng lấy người đàn ông của đời mình. Những ngày sau đó, đôi nam nữ tưởng không hợp mà lại hợp công tử này, đã có được một cuộc sống tình trạng ý thức mặn đồng. Cuộc sống là thế đấy, được bỏ của người này đôi khi lại là cả thế giới của người kia. Ai cũng xứng đáng có một cơ hội để làm lại, để thay đổi cuộc đời. Cứ chân thành là luôn tìm được chân ái. Các bạn cảm nhận thế nào về bộ phim này? Các bạn có thích thể loại này hay không, hãy để lại bình luận phía dưới nhé. Giờ thì chào các bạn và hẹn gặp lại. Nhớ like video và đăng ký kênh. Cảm ơn vì tất cả.